trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng, tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng cùng với nhiều tài liệu vật chứng dùng vào việc đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá như Sportbet, iBet 888, trang đá gà mạng SV 88, tổ chức mua bán lô đề của các đài miền Nam, miền Bắc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng là vào khoảng 560 tỷ đồng.